Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Rất vui khi một lần nữa được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Bản tin của chúng tôi hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý nào? Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem. Bác sĩ ghi đơn cho những người hoàn toàn không có bệnh tật. Thưa quý vị và các bạn, lại thêm một vụ bác sĩ và nhân viên y tế gian lận bảo hiểm y tế được phanh phui. Lần này, Bệnh viện Đa khoa Thái An, Nghệ An với việc phó giám đốc và nhiều thuộc cấp bị bắt. Như trước đó đã thông tin, Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can là các điều dưỡng bác sĩ, trong đó có một phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái An về tội gian lận bảo hiểm y tế hay hiểu nôm na là khám bệnh ảo. Theo điều tra của Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm thương mại không có bệnh, không có nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh nhưng được các cò móc nối đến Bệnh viện Đa khoa Thái An nhằm mục đích trục lợi bảo hiểm y tế. Từ năm 2011 đến đầu năm 2023, Bệnh viện Đa khoa Thái An đã lập khống 153 hồ sơ bệnh án. Các đối tượng trục lợi bảo hiểm đã thanh toán, giải quyết quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện với các công ty bảo hiểm thương mại với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Đáng nói là tình trạng khám bệnh ảo như ở Bệnh viện Đa khoa Thái An không phải lần đầu tiên. Trước đó và nhiều lần trước đó nữa, như hồi tháng 6 năm 2023, cơ quan chức năng cũng phát hiện 6 phòng khám ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai làm khống hàng trăm nghìn giấy nghỉ bệnh hưởng bảo hiểm xã hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa quyết định tạm giữ hình sự 18 đối tượng, trong đó có 5 bác sĩ để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Đọc những dòng tin về bác sĩ khám bệnh ảo để trục lợi trên báo, không thể không liên tưởng đến một đoạn trích kinh điển trong tiểu thuyết Thành trì của Archibald Joseph Crowley, sinh năm 1896, mất năm 1981, người Scotland, xuất bản lần đầu cách đây hơn 80 năm. Rằng ngay tại phòng khám ở nhà, nàng đã nhận thấy anh ngày một dùng nhiều đến những loại thuốc pha sẵn từ trước, ghi đơn cho những người hoàn toàn không có bệnh tật gì và cứ nhắc họ phải đến khám lại nữa, lời của vợ nhân vật chính. Thành trì là một trong những cuốn sách gối đầu giường của nhiều thế hệ sinh viên y khoa ở Việt Nam bởi nó phơi bày đến tận cùng mặt trái của nghề y thông qua những cuộc chiến chống lại hệ thống y tế bảo thủ, lạc hậu cũng như bác sĩ chạy theo tiền tài danh vọng, coi rẻ tính mạng bệnh nhân. Thành trì là cuốn tiểu thuyết được tái bản nhiều lần không chỉ ở Việt Nam, số liệu từ các trang bán sách trực tuyến. Và một trong những lý do tiểu thuyết này bán chạy là dù bản thảo này đã được viết ra hơn 80 năm, nhưng nhiều vấn nạn về nghề y được nêu ra từ lúc đó ở tận nước Anh xa xôi, nay đọc lại vẫn còn thấy rất gần gũi và thời sự với người đọc Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Như ví dụ về bác sĩ ghi đơn cho những người hoàn toàn không có bệnh tật gì và nhắc họ đến khám lại nữa. Đó là thành công của nhà văn, cũng là bác sĩ Archibald Joseph Cronin, nhưng là một thất bại đối với ngành y tế, dĩ nhiên không chỉ mỗi xứ mình. Thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai bị bắt vì xâm phạm hoạt động tư pháp. Quý vị thân mến, mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai bắt khẩn cấp ông Võ Đình Sớm, sinh năm 1968, thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai. Ông Sớm bị bắt với cáo buộc xâm phạm hoạt động tư pháp trong một vụ án mà ông đang giải quyết. Sau khi bắt giữ, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét chỗ ở, nhà riêng của ông Võ Đình Sớm để thu thập tài liệu, chứng cứ. Trước đó, năm 2014, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có thông báo kết luận về việc ông Võ Đình Sớm, lúc này là thẩm phán tránh tòa kinh tế Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, có hành vi tư vấn pháp luật và nhận 10 triệu đồng của đương sự trong một án tranh chấp dân sự. Theo Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, hành vi trên của ông Sớm vi phạm đạo đức của thẩm phán, công chức của ngành tòa án, gây dư luận xấu trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của thẩm phán, công chức ngành tòa án. Không thừa thế xông lên để gây ông đập lưng ông. Thưa quý vị và các bạn, giá gạo thế giới tăng từng ngày và không ít doanh nghiệp Việt đã thừa thắng xông lên, đẩy nhanh xuất khẩu, nhân tiện tăng luôn giá cả. Bộ trưởng Bộ Công Thương đã phải lên tiếng cảnh báo không thừa thế xông lên và khuyến cáo coi chừng gây ông đập lưng ông. Không chỉ ở nước ngoài mà ngay ở trong nước, nhiều ngân hàng thương mại đang gấm đòn bởi đục nước béo cò mới vài tháng trước. Sáng nay, ông Nguyễn Hồng Diên đã lại phải hãm phanh khi khá nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo đang hưng phấn. Bộ trưởng Bộ Công Thương thẳng thắn thế này, khi chúng ta thừa thế xông lên mà người ta dừng lệnh thì đội hình đằng sau quay. Người đi đầu trở thành người đi sau, chúng ta đã quá đà xuất khẩu cả về sản lượng và giá trị. Chất lượng hạt gạo chưa chắc được đảm bảo, thương hiệu gạo chưa được khẳng định, giá lại cao hơn của họ thì sẽ mất các đơn hàng cụ thể. Liền sau đó là mất thị trường và mất trong cuộc này là mất hẳn, có quay trở lại được cũng không phải dễ. Hiện nay nhiều nơi trên thế giới đang bất ổn lương thực và một số quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu như Ấn Độ, Thái Lan đang có dấu hiệu cấm xuất khẩu gạo.
họ lo lắng có cơ sở bởi thiên tai và cuộc chiến Nga-Ukraine đang làm nguồn cung lương thực thiếu hụt, nên dự đoán giá lên, cầu cao cùng ít và an ninh lương thực là lựa chọn hàng đầu của nhiều quốc gia. Với báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì lượng thóc Việt Nam có thể dành cho xuất khẩu khoảng trên 15,1 triệu tấn, tương đương trên 7,5 triệu tấn gạo. Số lượng đó và chủ trương chấp thời cơ gạo hiếm, đối thủ thiếu, giá lên đang khiến nhiều doanh nghiệp chỉ thấy mỗi lợi trước mắt. Nhưng trong lúc này thừa thế xông lên thì coi chừng gây ông đập lưng ông. Một quốc gia nổi tiếng sản xuất lúa gạo mà lại lâm vào tình trạng thiếu gạo, giá gạo lên quá cao để người dân khổ thì không thể chấp nhận được. Lãnh đạo Bộ Công Thương lo ngại như thế chẳng phải thái quá, mà nhiều bài học chăm chăm suốt hết kiếm lợi trước mắt, hậu quả tính sau chúng ta đã từng gặp. Thương trường luôn như chiến trường, và liệu lúc giá cao thì các nước xuất khẩu hàng đầu với dự trữ còn lớn có đứng nhìn chúng ta tung hoành? Đấy là chưa kể bạ gì xuất nấy, miễn sao thu về càng nhanh càng tốt, có đảm bảo nổi chất lượng cam kết và giữ chữ tín cho quốc gia. Chỉ mới hơn nửa năm trước, tình trạng doanh nghiệp khát vốn, dòng tiền khó khăn đã khiến nhiều ngân hàng tưởng nhanh hốt bạc đã huy động vốn lời cao, nâng lãi suất cho vay chót vót. Kinh tế khó khăn, hấp thụ vốn yếu không như họ kỳ vọng và hàng loạt doanh nghiệp không kham nổi, cơ quan điều hành buộc phải hạ mặt bằng lãi suất vì lợi ích chung. Kết quả là giờ đây không khó gặp những than thở như ngân hàng ngấm đòn huy động cao cho vay khó hay ngân hàng ôm vốn lãi cao cho vay lãi thấp. Còn đây là thực trạng. Trong 22 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý 2, chi phí trả lãi trong 3 tháng gần nhất đều tăng 2 chữ số so với cùng kỳ năm trước. Cá biệt, có một số nhà băng ghi nhận chi phí này cao hơn gấp đôi, thậm chí gấp gần 3 lần. Chưa muốn nói, tham thì thầm, nhưng rõ ràng gậy ông đang đập lưng ông với một số ngân hàng. Với lãi huy động có khi lên đến 9-10% một năm thì phải cho vay gần 15% họ mới có đủ chi phí và có lãi. Nhưng như thế thì chẳng mấy doanh nghiệp chịu nổi, nhất là trong thời buổi đơn hàng thiếu, tiêu thụ chậm, hàng loạt ngành nghề gần như đóng băng. Chính phủ yêu cầu, ngân hàng nhà nước chỉ đạo và giờ đây lãi suất đã hạ mạnh. Tuy nhiên, vốn huy động lãi cao thì đâu thể ngày một ngày hai giảm hết. Đòn này sẽ còn ngấm một thời gian nữa, khó dừng lại ngay. Tận dụng thời cơ, chấp lấy cơ hội và phát huy thế mạnh của mình luôn là điều mà cả thương trường lẫn chiến trường đều cần. Nhưng thừa thế xông lên khi đối thủ dừng lại rình rập và đợi chúng ta sơ hở thì phấn khích bỏ qua những cảnh báo là điều nên lo ngại. Lạm dụng đến mức tham thì thầm lại là một điều không nên vướng vào, bởi một ngành ảnh hưởng đến hàng triệu lao động như xuất khẩu gạo lúa hay nhạy cảm kiểu ngân hàng sẽ tác động rất lớn, hậu quả khó lường. Song song, cần tiếp tục thực hiện các quy định có trong luật như đo khí thải, đo tiếng ồn, kiểm tra việc chấp hành bảo vệ môi trường, tiêm chủng, dọ mõm chó khi thả rông, bởi đây được coi là các tình tiết tăng nặng tạo cơ sở pháp lý nếu muốn xử lý dứt điểm vấn đề từng vi phạm và xử lý. Và đặc biệt, chính chủ hộ, người nuôi chó cần thay đổi thói quen và nhận thức khi sống ở đô thị văn minh, không thể vì đam mê, sở thích của mình mà làm ảnh hưởng đến sự an toàn của những người xung quanh.